Chiều miền Trung mưa tím bên sông, tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như cắt bạn tình ơi. Dù cho anh này xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Dù cho anh này xa rồi, miền Trung vẫn chờ đợi anh. Xin kính chào quý vị và bạn, chúng ta cùng đến với quận 1 Stadium. Trước mặt chúng ta đang là những bước chạy, những bước không phải xin lỗi vì là những bước đang bước xa lễ đài của giải bóng đá Tứ Hùng sân 5. Xin lỗi vì sân 7 tranh cúp Liên Minh lần 1 năm lần thứ 3 năm 2021. Và như vậy chủ nhà Liên Minh FC với Zian Di Tốt FC là hai cái tên cuối cùng bước vào trận đấu chung kết ngày hôm nay. Trọng tài Chí Công cùng với hai câu lạc bộ đang dành cho nhau những sổ tục đầu tiên. Và nếu như tối ngày hôm nay, rạng sáng ngày mai sẽ là cuộc đón chào của chung kết Champions League của toàn Anh giữa Manchester City và câu lạc bộ Chelsea, thì đây cũng là một gam màu của trận đấu chung kết Zian Di Tốt và Liên Minh FC. Trận đấu cũng đáng được chờ đợi, không khác gì một trận đấu chung kết của Champions League cả. Một sự bổ sung cần thiết vào những cái tên chất lượng bên phía cả hai đội. Và ngày hôm nay Liên Minh FC trong trang phục truyền thống của họ là áo xanh trong xanh, quân xanh, có bảo vệ phần sân bên phía tay phải theo quân xanh chúng ta. Trong khi đó thì Zian Di Tốt trong trang phục của cờ lốc màu da cam, họ trong trang phục toàn cam. Và những người đang chụp hình ở trên sân đó là Zian Di Tốt. Những bức hình lưu niệm sẽ được ông trưởng ban tổ chức giải, đó là ông Trung Dani, đang lưu lại cho cả hai đội. Như vậy đây, so với giải lần 1, lần 2 thì lần thứ 3 này, như vậy là đây là lần thứ 4 rồi, thì câu lạc bộ Liên Minh đã tổ chức chuyên nghiệp hơn, quy mô hơn và đẳng cấp hơn. Trận đấu ngày hôm nay đang được phát trực tiếp trên trang fanpage Phủi Sport 27. Khi mà chúng tôi đã chạy xô từ bến khách về đây rất khẩn trương để kịp cho trận đấu này được diễn ra. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Chí Công, cũng thường kiêm trưởng ban tổ chức sân. Và hai đội đã dành như cho nhau những chiếc cờ lưu niệm. Và thủ tục chọn sân đã được bắt đầu. Không rung em, giữ. Vậy những chiếc cờ lưu niệm đang được, và cái bắt tay đang được tình thương mến thương của cả hai đội. Bên phía các thủ của Liên Minh đang là Như Ước, hay còn gọi là Ước Trần. Và bên phía Zian Di Tốt, đội trưởng ngày hôm nay là cầu thủ mang số 7, đó là chàng trai Xuân Hoàng. Như vậy những bước chạy của trận chung kết sắp sửa được bắt đầu. Như chúng ta đã nhìn thấy trên sân thì đã có sự hiện diện của trưởng ban tổ chức giải, đó là ông Trung Dani, hay còn gọi là Trung Tiên Sinh. Trọng tài Chí Công nổi tiếng còi bắt đầu trận đấu, và hiệp một trận đấu đó đã bắt đầu. Các thủ của Liên Minh là những người sẽ nhà bóng trước. Họ bảo vệ phần sân bên phía tay trái bên nhỏ quý vị. Trong khi đó Zian Di Tốt họ bảo vệ phần sân bên phía tay phải theo hướng quan sát của chúng ta. Để tiền cho quý vị và bạn theo dõi trận đấu này. Chúng tôi xin được giới thiệu đội Sport cũng như cầu thủ trên bên ghế dự bị của cả đội bên. Bên phía các thủ chủ nhà Liên Minh, chủ nhà Liên Minh FC ngày hôm nay gồm có thủ môn mang số 22 Toàn Neuer, đội trưởng số 10 Ước Trần, số 17 Hùng Diện, số 14 Bản 135, số 29 Văn Quyết, số 5 Lê Điền, số 7 Xuân Tứ, số 8 Ngọc Thái, số 6 Huỳnh Khánh, số 20 Thánh Bé Gia Mốt,
Thành Bé Gia Mốt, số 23 Lâm Nhân, số 3 Huy Búa, số 77 Quốc Nguyên và số 12 là Công Nguyên. Trong khi đó thì các thủ của Chí An Chiến Thuật gồm thủ môn mang áo số 1 Ngọc Tường, các thủ số 4 Ngọc Thuấn, số 5 Hồng Duy, số 26 Xuân Dương, số 47 Văn Hội, số 77 số 76 là Ken và số 69 là được Inox. Họ còn có các thủ dự bị số 7 Xuân Hoàng, số 6 Trần Vương. Trần Vương là huấn luyện trưởng luôn. Số 13 là Thanh Tùng. Số 47 vâng, đó là những gì mà các cầu thủ của Di An Trường Thuận mang đến với trận đấu chung kết ngày hôm nay. Trước khi trận đấu này diễn ra thì đã có những hạt mưa, những cơn mưa cực kỳ nặng hạt diễn ra tại trận lượt quân đội 4. Và điều này đã ảnh hưởng tới mặt sân rất nhiều. Đây là một trận đấu chung kết mà tất cả đều hướng tới để có được chức vô địch ở lần đấu dành tổ chức này. Và hy vọng, họ hy vọng sẽ có được tấm vé vào chơi trận một giải đấu siêu cúp giữa các nhà vô địch của 4 lần tổ chức giải Tứ Hùng. Đường chuyền dài đã bị phát bài, vẫn là các thủ áo cam. Di An Chiến Thuật Tốt là câu lạc bộ rất mạnh ở mặt trận 11 sân 7. Họ ít khi tham gia thi đấu ở sân 5. Và đây là câu lạc bộ ưa thích mặt sân lớn. Cơ hội được truyền quá dài, quá nhanh và quá sâu. Và cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của những chàng trai áo xanh. Trận tranh 34 cũng đang được livestream trực tiếp trên trang fanpage Phủ 24 giờ với bình luận viên Giáo Trần, cũng là ekip đối tác của chúng tôi. Vận dần về phía tay trái bên nhỏ quý vị. Bóng những phút đầu tiên thì hai đội vẫn nhập cuộc với một tâm thế không phải quá nhanh. Xin chào idol Tâm Mèo, gửi lời chúc tới anh Trung và gửi lời tới Liên Minh nha. Anh trai Văn Ước và anh trai Ước Trần và Hoàng Gia Mốt, idol Văn Quyết cố lên. Xin chào anh Nguyễn Thanh Hòa, chào bình luận viên đẹp trai nha. Ok anh, bình luận viên cho hỏi Hoàng Khánh Chép gửi lời tới Di An nhìn được thút nha. Bình luận viên như vậy là có bàn thắng cho các thủ Liên Minh FC. Bàn thắng đến ở những phút đầu tiên. Và chúng ta cùng xem lại bàn thắng này, người dứt điểm thành công đó có lẽ và đó là chàng trai số 8 Ngọc Thái. Ngọc Thái cũng là một chàng trai cực kỳ quan trọng bên phía Liên Minh FC, một cú đánh đầu rất ok. Một tình huống đánh đầu lái bóng và không có bất kỳ một cơ hội nào cho Di An Chiến Thuật. Thủ môn bên phía Di An Chiến Thuật đã bay vẩy ngậm ngùi vào lưới nhấp bóng. Một đường truyền có địa chỉ của Ước Trần và đó là giá trị của đội trưởng. Như vậy là bàn thắng thứ hai. Bàn thắng thứ hai đã đến cho các cầu thủ của Liên Minh FC. Quá hay và quá nguy hiểm. Chúng tôi đang còn làm chậm bàn thắng thứ nhất thì bàn thắng thứ hai đã đến một cách rất bất ngờ. Người ghi bàn là thủ số 23. Người ghi bàn là thủ số 23 đó là Lâm Nhân. Quá tuyệt vời. 2-0. 2-0 cho Liên Minh. Xin lỗi vì đúng là Liên Minh. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Một trận đấu rất hấp dẫn. Và Di An Chiến Thuật đã phải gặp một rất nhiều bất lợi. Đây là phút thi đấu thứ 7. Xin lỗi vị là phút thi đấu thứ 9 của hiệp thi đấu đầu tiên. Và tỷ số đã là 2-0 cho Liên Minh. Một con số ở trận đấu chung kết. Và con số này là quá an toàn và quá nhiều điều thuận lợi dành cho các thủ Liên Minh FC. Xin chào Hà Đầu Vương Quốc, chào Ngọc Nguyễn,
Ngọc Nguyễn cũng đang theo dõi buổi livestream của chúng tôi. Như vậy 7 núi FC cũng đang có lẽ là đang thi đấu trên sân số 2 trong cuộc tiếp đón đối thủ của họ trong khuôn khổ lượt trận 3-4. Một tình huống phá bóng giải nguy. Xin chào idol Quý Robin. Bác Ba Phì Nguyễn Thanh Hòa cũng đang xem với chúng tôi. Cảm ơn tình cảm của quý vị và các bạn. Đáng lẽ ra trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20:30, nhưng đã có những cơn mưa nặng hạt đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ban tổ chức. Nhưng dù sao thì muộn nhưng vẫn chất lượng. Và chúng ta cùng sống với bữa tiệc bóng đá chung kết ngày hôm nay. Cơ hội đối mặt đến có đến ai của thủ Di An nhưng đối thủ áp sát. Nhưng vẫn không có một đường cắt nào được tạo ra và bàn thắng không có đến cho Văn Hội và các đồng đội. Một tình huống xoát xuống của Văn Hội ở bên lăng cây trái. Nhưng vẫn không thành công. Vẫn còn Văn Hội. Dĩ An là một câu lạc bộ rất mạnh, nhưng ngày hôm nay Liên Minh đẳng cấp hơn và nhập cuộc tốt hơn. Xin chào anh Lê Liêm, Quân Lê và toàn bộ quý vị đang xem buổi livestream của chúng tôi. Chúc quý vị một buổi tối nhiều sức khỏe và ấm áp bên gia đình của mình trong những cơn mưa nặng hạt như thế này thì thời tiết là mát mẻ. Và còn gì tuyệt vời hơn khi mà ở bên cạnh người thân yêu của mình cùng theo dõi bóng đá và cổ vũ cho cả hai đội. Nếu như yêu mến cầu thủ nào, yêu mến đội bóng nào hãy để lại bình luận. Tôi sẽ cố gắng đọc lên để cổ vũ cho hai đội trên sân. Khán giả đến sân vòng Quân đoàn 4 là không nhiều khi mà tình hình không được thật sự thuận lợi, nguy hiểm, không được. Chào anh Nhật Nguyễn nha. Cảm ơn Nhật Nguyễn đã lời chào tới bên luyện viên Hà Trung. Đường truyền dài nhưng không ai theo kèm, không ai theo được đường truyền đó của đồng đội bên dưới bên phía Gian Gino Tút. Ok anh Nhật Nguyễn. Xin chào anh Quân Lê. Gửi lời chào, lời chúc tới anh em Liên Minh chiến thắng, đó là Quân Lê. Rất đông các khán giả đang cổ vũ cho cả hai đội. Nguy hiểm, bước chân, khấn điểm đi. Không phải là tình huống dứt điểm xoay con ba, nhưng nó lại đi ra ngoài một cách ngỡ ngàng trong sự tiếc nuối của những chàng trai Liên Minh. Một tình huống mà cầu thủ số 7 không phải là ước trần mà là Xuân Tứ là người khơi mào. Sau đó là cú dứt điểm rất nhanh đến từ vị trí của có lẽ là cầu thủ số 21. Người dứt điểm cuối cùng là cầu thủ số 23, đó là Lâm Dân. Nhưng Lâm Dân không có cú đúc ngày hôm nay. Nguyễn Thanh Hòa hay còn gọi là Hòa Cá Chép cũng là thủ môn của Lục Tỉnh FC đang gửi lời chúc tới anh Hòa Ramos. Bên phía Liên Minh cố lên và nhiều sức khỏe để cống hiến một trận đấu chung kết hay. Phản công, dứt điểm. Đó là tình huống dứt điểm từ xa của Văn Hội nhưng hơi thiếu lực. Hầu như đó có lẽ là một đường truyền chứ không phải là một đường cú sút. Bên phía Liên Minh FC đang phải vất vả chống đỡ. Dĩ An thì đối tượng đang vùng lên và đó là tinh thần tuyệt vời. Nhưng hãy tấm nhuận trên lý của Jose Mourinho, đó là muốn chiến thắng thì không thể để thua thêm. Hàng phòng ngự của Liên Minh đang sẵn sàng những đường truyền dài và các đồng đội bên trên như Ngọc Thái và Lâm Dân cũng sẵn sàng nhà đạn. Xin chào anh Hòn Nguyễn nhá, gửi lời chúc sức khỏe đến anh. Ôi xin chào anh, trời ơi, hôm nay không thấy anh đá chơi Liên Minh thật rất là buồn. Đó là Tân Ngọc, Ngọc Tân. Đó là một siêu vùi và bị cấm là điều dễ hiểu.
nguy hiểm, dứt điểm đi. Coi, đang vẫn đang xử lý giữa vòng 7 và không có lỗi. Phản công cho Gian Jinotut. Một đoạn đấu chung kết đang rất hay. Tâm Mèo gửi lời chúc tới idol Ngọc Tân. À ha, và Tú idol. Ngọc Tân không thi đấu bạn ơi. Ngọc Tân đang ngồi một bên bình luận viên Hải Trung trong vai trò kỹ thuật và là giám sát kỹ thuật. Chứ hôm nay không đá bóng nhá. Gần bầu bàng về. 8 giờ đến đó mới về. Phản công. Đường chuyền hay. Không được. Bóng đá đi hết đường biên dọc và quyền ném biên thuộc về các thủ áo cam. Người đang thi đấu cao nhất bên phía các thủ áo cam đang là Văn Hội. Và thủ số 36 là Xuân Dương. Trong khi đó hàng phòng ngự thuộc về Ngọc Thuấn. Ở tuyến giữa đang là thủ số 69 được Y Đốc. Đã có lối thuộc về các thủ Gian Chi Đưa Thút. Xin chào idol Lời Sa Na Thiếp. Cũng đang xem với Tâm Mèo. Đây là Ước Trần, người chuyên gia đá phạt của Liên Minh. Phán đoán điểm rơi quá hay của Ước Trần. Đó là niềm hy vọng của những chàng trai áo xanh. Đã có lỗi phạm lỗi từ phía sau. Người phạm lỗi là thủ số 7 Ngọc Thái. Xin lỗi vị Xuân Tứ. Xin chào idol Phùng Đăng Văn. Đang xem với Hải Thung cùng với Phủ Sơ Bắc 27 và các đồng đội. Phùng Đăng Văn là thánh ngon. Thánh ngon của câu lạc bộ Tân Tạo. Xin chào anh Quân Lê, Ngọc Thái biết ghi bàn không em? Nhớ chiều bữa anh chỉ nha, Ngọc Thái ơi. Xin chào idol Thoa Còi đang xem. Idol Thoa Còi là vợ của anh Ngọc Tân, cũng đang theo dõi trận đấu này mặc dù Ngọc Tân không thi đấu. Đây là Văn Hội. Đường chuyền tốt. Coi, mồi bóng ngay. Như vậy trọng tài xác định đã có tình huống, có lẽ là bóng đã chạm tay một cầu thủ của Liên Minh. Nhưng rất may đó là tình huống chạm vào ngoài vòng cấm của cao thủ áo xanh. Người để bóng chạm tay có lẽ là Ước Trần. Một tình huống mà tay của Ước Trần cũng đã khép rồi. Nhưng đó là quyết định của trọng tài Chí Công. Và đây là cơ hội để cho Gian Jinotut rút ngắn tỷ số cho còn 1-2. Ok anh bình luận viên nói chuyện ngon, ok anh Thánh ngon. Và hy vọng sẽ được làm việc với Tân Đạo một lần. Không được. Vẫn còn, vẫn là thủ áo cam. Phản công cho Liên Minh. Cơ hội mở ra, đi bóng quay. Và đây là số 7 Văn Xuân Tứ. Trời ơi, Xuân Tứ đã vượt qua hàng ngàn, chỉ với vì hàng vạn các thủ phòng ngự của Gian Jinotut tốt. Nhưng đường truyền của anh là quá tốt, nhưng đồng đội lại bỏ lỡ một cách cực kỳ đáng tiếc. Một tình huống mà đã để bóng gà đẻ trứng vàng của đồng đội của Xuân Tứ. Có lẽ là sân trơn bóng ướt. Thoa Còi gửi lời chúc tới Ước Trần và Liên Minh chiến thắng. Khán giả của Gian Jinotut đầu đấy rồi ạ. Các bạn hãy xuất hiện đi để tôi đọc lên để chúc họ Gian và cơn lốc màu da cam vùng lên. Vẫn còn. Rất hay. Đường truyền nhưng lại quá mạnh và quá sâu. Văn Hội đổi cánh liên tục. Văn Hội từ cánh trái anh băng ra cánh phải vào trung lộ và di chuyển rất rộng. Đây là thủ số 4 Ngọc Thuấn. Ngọc Thuấn vô lên. Vẫn là đường truyền của Ngọc Thuấn. Cú đánh đầu khá vội vàng. Nếu như tôi sẽ hãm ngực
và thêm một nhịp nữa mới dứt điểm. Nhưng đó là lý thuyết, trên thực tế thì rất khó. Đường truyền của Ngọc Tuấn là cũng rất tốt. Vâng, xin chào anh Phùng Đăng Văn. Nếu như qua dịch FC Hữu Nghị, Tân Tạo và Bình Tuần, Bình Tân, quân Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh có giao lưu thì sắp xếp ekip em làm vài trận nhá. Anh lần viên, bình luận viên, ok anh. Em luôn sẵn sàng. Và luôn sẵn sàng và sẵn lòng muốn giao lưu với thành phố Hồ Chí Minh một vài trận đấu ạ. Nguy hiểm. Tình huống giải nguy của Văn Hội. Trận đấu ngày hôm nay vẫn được phát trực tiếp trên Phủi Sport 24/7. Bóng đá Phủi 24/7, trực tiếp bóng đá Phủi. Và rất nhiều kênh khác nữa. Liên Minh vẫn đang thi đấu quá hay và bình tĩnh. Trưởng ban tổ chức giải anh Trung Nani cũng đã từng có mối liên hệ mật thiết đối với anh Phùng Đăng Văn và câu lạc bộ Hữu Nghị Tân Tạo. Có một thời gian thì anh Trung Nani đã thi đấu ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Anh Nguyễn Thanh Hà nhờ bình luận viên kêu Dĩ An tung tiền đạo Xuân Hoàng vào đi ạ. Dĩ An thì nó tốt, tung tiền đạo Xuân Hoàng vào đi. Đó là những gì mà Thanh Hòa đã gửi tới các cầu thủ áo cam. Vâng, cảm ơn Thánh Ngon Phùng Đăng Văn rất nhiều ạ. Người đang có bóng là đường sĩ Enoch. Đường Enoch. Đường chuyền dài quá tốt và đây là cơ hội. Xử lý đi. Vẫn còn chân trái chân phải nhưng không được. Giá trị của hàng phòng ngự bên phía các cầu thủ áo xanh và người giải nguy đó là Lê Điền. Một chàng trai gốc xứ Nghệ và một cầu thủ cực kỳ nổi tiếng trên thế giới bóng đá Phủi Bình Dương. Lợi thế vẫn còn. Sau đó là một tình huống phạm lỗi của các thủ Liên Minh FC và cần phải có những bắt tay để hám lại những cái đầu nóng của đối bên. Thời tiết là mát mẻ. Vì cá rùm rùm. Ok. Lê Phi Hồng gửi lời chúc tới Xuân Tứ bên phía huấn luyện viên, bên phía Liên Minh FC, cầu thủ mã số 7. Cảm ơn anh Lê Phi Hồng rất nhiều. Phản công cho Di An thì nó tốt. Đường chuyền tốt. Đây là Ngọc Thuấn không được. Bóng rất trơn. Mặc dù trời không còn mưa nhưng bóng hẳn là còn trơn và sân vẫn còn ướt. Khi mà trước khi trận đấu này diễn ra thì những cơn mưa nắng hạt là rất lớn. Đó là Xuân Tứ. Vẫn còn. Bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ áo cam. Ai đó có thể bổ sung cầu thủ số 10 bên phía Di An thì nó tốt. Dùng bình luận viên Hải Trung được không ạ? Các đồng đội của áo cam. Đó là Hoàng Sơn. Vô lê. Không được. Cầu thủ số 10 bên phía Di An nhìn thứ tốt là Hoàng Sơn. Chị chào anh Lâm Nghĩa Thuận, một trong những idol của Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cũng đang xem buổi live stream của Hải Trung cùng với Phủi Sport 24/7. Phản công cho Liên Minh FC, dứt điểm ngay, hơi vội. Và đó có lẽ là tình huống dứt điểm của Xuân Tứ. Lợi thế. Người đang có bóng là cầu thủ số 12, Công Nguyên. Gian Yunutut đã nhập cuộc không tốt. Và Liên Minh FC là những người vươn lên. Nhưng đây là cơ hội. Không được. Một tình huống mà cao thủ áo cam đã có cơ hội 10-10.
Một tình huống đối mặt thủ môn nhưng rất tiếc cho Xuân Dương khi mà anh đã không thể lóc trái bóng qua khỏi thủ môn. Thủ môn rất xuất sắc bên phía Liên Minh FC, đó là Toàn Hoài Ư. Quá đáng tiếc dành cho Xuân Dương. Một tình huống mà Xuân Dương đã rơi vào góc hơi khó. Lâm Nguyễn Thuận gửi lời chúc tới Di An như đứa tốt, cố lên. Cảm ơn Idol Nghĩa Đàn. Chị Đào Khánh Hưng đang xem với chúng tôi. Phản công cho Di An như đứa tốt. Đây là Hoàng Sơn. Ngọc Thuấn. Vẫn là Ngọc Thuấn. Phản công cho Liên Minh. Qua người hay. Nhưng sẽ có một tình huống phản góc bên phía là cánh trái cho các thủ áo xanh. Người vừa xử lý quá hay đó là Huỳnh Khánh. Vẫn còn. Người cờ bóng là Xuân Tứ. Quá bình tĩnh, không việc gì vội vàng. Đây là ước trần. Xin chào Tâm Phúc Nguyễn Hoàng Bông. Vẫn còn. Hoàng Sơn. Hưng Ông Thuấn. Đường truyền ra tuyến đây. Hơi vội, chỉ vội đơn vị hơi muộn. Trọng tài đã xác định không có lỗi và sẽ có thể ném biên. Ném biên cho tôi áo xanh. Tùng ném biên của Ngọc Thái. Cầu đã trôi qua. Vừa gài đồ Tâm Mèo thì đang khen Hoàng Gia Mốt. Jika Hoàng Gia Mốt quá đa năng. Và là đây là một mẫu cầu thủ toàn diện. Và chúng tôi chưa nhận thấy Idol Hùng Diện ở trên sân. Bên phía Liên Minh FC. Có lẽ huấn luyện viên trưởng Trung Nani sẽ tung Hùng Diện vào sân trong ít phút nữa. Đây là một chàng trai có kỹ thuật cá nhân thượng thừa. Vẫn là những thủ áo cam. Bước một hay. Nhưng sau đó là thế ngoại áp sát lất ngành của hàng phòng ngự bên phía các thủ áo xanh. Không có cơ hội nào dành cho những chàng trai áo cam có thể thoải mái. Và như vậy Tâm Mèo thì đang muốn bình luận viên giới thiệu vài nét về Idol Hùng Diện. Nhưng cần gì giới thiệu nữa, Hùng Diện nghe cái tên chứ Hùng Diện thôi thì Sới Bùi Bình Dương đã tưởng tượng về anh rồi, chứ cần phải giới thiệu nữa đâu. Anh đã quá nổi tiếng rồi. Như vậy Xuân Hoàng cầu thủ số 7 siêu tiền đạo vẫn chưa vào sân. Ngoài sân thì anh Nguyễn Thanh Hòa cá chép đang rất mong muốn điều này xảy ra. Đội trưởng của Ian Chi Đô Thút. Hy vọng là Ian Chi Đô Thút sẽ vùng lên. Các thủ Liên Minh cho rằng bóng đã chạm tay
của một cầu thủ bên phía phòng ngự bên phía các đội áo cam. Nhưng trọng tài nói không. Cú dứt điểm vừa rồi thuộc về Xuân Tứ. Sự vào hợp lý của Ngọc Tường. Xin chào anh chị Nguyễn, vẫn đang quan tâm đến idol Hùng Diện đã vào sân chưa? Chưa bạn ơi, đâu phải muốn Hùng Diện vào sân là dễ đâu. Cơi, tình huống dứt điểm ở góc rất đẹp. Như vậy thì đúng lúc này trọng tài chính điều khiển trận đấu ông Chí Công cũng đã đổi tiếng còi kết thúc hiệp 1. 30 phút hiệp 1 đã trôi qua và 2-0 Liên Minh. Như vậy là 25 phút hiệp 1 đã trôi qua. Tỷ số là 2-0 tạm thời nghiêng về cho Liên Minh FC. Mà chúng ta hãy cùng tạm nghỉ trong mấy phút trước khi đến với diễn biến hiệp 2 của trận đấu này. Tàu cho tôi nhắn gửi miền Trung thức mới về. Biết bao thân phận vẫn còn nổi trôi, người ơi xin nhớ giang tay đón miền Trung, đau thương sẽ không còn, nắng vàng lại lên, dòng bão tan rồi, tháng ngày bình yên. Nói hết làm sao, miền Trung yêu dấu đây khúc ruột Việt Nam. Lòng người bao la dài rộng như nước Việt, xin hãy kề vai sát nhau, chung sức chung lòng ta sẽ vượt qua nỗi đau. Xin hát lại câu bầu ơi thương bi nhiều điều phù lấy giá gương. Đừng buồn mẹ
tâm lòng luôn hướng về miền Trung. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dẫu xa muôn trùng, tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tâm lòng luôn hướng về miền Trung. Vâng, xin kính chào quý vị và bạn, chúng ta cùng đến với sân vòng quân đoàn 4 một lần nữa để chứng kiến cuộc đấu chung kết giữa hai câu lạc bộ Liên Minh FC và Di An Genotut FC. Đây là khuôn khổ trận đấu chung kết giải bóng đá Tư Hùng tranh cúp Liên Minh FC năm 2021. Và đây là diễn biến hiệp 2 và hiệp 2 đã bắt đầu. Hiệp 2 này thì hai đội đã đổi sân. Các thủ Liên Minh sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải theo hướng quân sân ra, trong trang phục áo xanh, quần xanh, tất trắng. Trong khi đó thì Di An Genotut trong trang phục toàn cam, cờ lóc màu da cam giống như Hà Lan. Họ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái trong hiệp 2 của trận đấu này. Trong hiệp 1 thì Liên Minh FC với sự cơ động của đội trưởng Quốc Trần, nguy hiểm, không vào. Xuân Tứ, bắn lại Xuân Tứ, cây, bắn không vào. Xích Xuân Tứ thì các đội Liên Minh lại nhập cuộc như những phút đầu hiệp 1. Họ đã trận đấu chơi hay và cực kỳ đẳng cấp. Trong hiệp 1 thì Liên Minh FC cũng nhập cuộc tương tự như vậy. Họ đang chơi rất hay. Họ giống như là đang chơi tổng lực ở những phút đầu và sau đó là phòng ngự phản công. Một chiến thuật rất hay và được đầu tư bài bản đến từ Trung Nani, hay còn gọi là Trung Thiên Hình, bên phía các cầu thủ chủ nhà. Nguy hiểm, Xuân Tứ. Hiệp 1 thì sự cơ động của Xuân Tứ cũng là một điểm nhấn thuộc về cao thủ bên phía Liên Minh FC. Xin chào anh Huỳnh Lý Nam. Xin chào anh Lê Xuân Hạnh. Anh Phùng Bộ nữa. Lê Xuân Thành thì bảo muốn giao lưu với đội bóng của idol Hùng Diện thì phải làm sao nhờ bình luận viên Hải Trung. Anh Hùng Diện, anh trả lời giùm Hải Trung cái. Hãy liên hệ với Lê Thống ngay lập tức. Xin lỗi Lê Xuân Thành qua tin nhắn ngay lập tức. Quý âm, rất may. Như vậy là trận tranh 3-4 đã khép lại trên sân vòng số 2. Trận đấu giữa bảy núi FC. Câu lạc bộ mình nhận câu lạc bộ gì anh ạ? Kim Thuận hả? Mới đá trong mà. Thua hay thắng? Thua nhiều. Như vậy là cuộc đối đầu giữa bảy núi FC và Kim Thuận FC đã khép lại. Như vậy các cầu thủ bảy núi đã về vị trí thứ 3 một cách cực kỳ ngoạn mục và thuyết phục. Họ đã giành chiến thắng 7-2 trước các cầu thủ của Kim Thuận FC. Như vậy là Kim Thuận ngậm ngùi về vị trí thứ 4 và chúc mừng bảy núi, những chàng trai tuyệt vời đã về vị trí thứ 3 và giành huy chương đồng. Và trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ vẫn biết được huy chương vàng, huy chương bạc sẽ thuộc về ai. Xử lý hay, Di An như rút phản công không được.
những giải đấu mà anh Trung Nani cùng với Liên Minh tổ chức thật sự là những giải đấu cực kỳ chất lượng. Phản công như Di An, đường chuyền dài hơi sâu, kịp không? Không kịp. Như vậy là bóng của Trung Quốc rất nỗ lực, nhưng trọng tài xác định đã có tình huống đẩy sau của hàng phòng ngự bên phía Liên Minh FC, và đó là ước trần. Phút thi đấu thứ 30, tỷ số vẫn 2-0 nghiêng về Liên Minh FC. Chủ nhà đang rất mong chờ và ước mong sẽ vào chơi siêu cúp. Mà nếu như chủ nhà Liên Minh vào siêu cúp thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đã có tình huống lối đẩy sau. Người bị phạm lối là cầu thủ mang áo số 67. Đó là 47 Văn Hội. Xin chào Huy Hoàng Barcelona, chào Lâm chủ tịch, chào Bùi Khắc Tiệp, chào Nguyễn Hữu Đồng. Nguyễn Hữu Đồng thì đang thắc mắc là tại sao không thấy trưởng ban tổ chức giải anh Trung Nani vào đá. Nhưng đáng tiếc là anh Trung Nani ngày hôm nay buộc phải làm nhiếp ảnh gia. Và từ nay anh sẽ chuyển sang nhiếp ảnh gia nha quý vị. Vâng, xin chào các anh em FC nhá. Gửi lời chúc sức khỏe đến các anh và hy vọng chúng ta làm lại lần sau. Ok anh. Xin chào anh Nguyên Kha Sport. Gửi lời chúc tới Hoàng Ramos và Văn Quyết bên Liên Minh chiến thắng nhé. Bình luận viên cảm ơn Nguyên Kha Sport. Nguy hiểm dứt điểm từ xa. Nguy hiểm. Đó là một cú dứt điểm rất chất lượng. Hồng Duy là người dứt điểm. Hồng Duy là thủ thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam. Nhưng đó là tôi nhắc về Hồng Duy của Mộ Đức, nhưng đây là Hồng Duy của Chí An. Chúng ta vẫn chưa nhận thấy tiền đạo Văn Hoàng vào sân bên phía các đội áo cam. Văn Hoàng theo như nhận xét của khán giả là một siêu tiền đạo. Vâng, như vậy là anh Văn Hoàng đã vào sân rồi quý vị ạ. Đã có sự xuất hiện của anh Văn Hoàng ở hiệp 2 rồi. Xin lỗi quý vị rất nhiều. Liên Minh vẫn đang kiểm soát bóng quá tốt. Lỗi từ phía sau. Và nó thuộc về Hoàng Sơn. Liệu đây đã là một tình huống dứt điểm thẳng hay không? Liên Minh FC, người đang giữ quả đá phạt này đang là ước chân. Đường chuyền đã bị bắt bài và đây là cơ hội phản công. Dứt điểm đi, không phải. Văn Côn không được. Bóng đã để cho Xuân Dương, đã để bóng đi hết được bên trong. Và không có tình huống ném biên dành cho đội áo cam. Xin chào anh Trai Sang Ngang cũng đang xem ạ. Trai Sang Ngang cũng thuộc lục tình FC. Và anh em bảy đuôi FC cũng là mối liên hệ mật thiết đối với lục tình FC. Xin chào Thanh Coutinho nha. Tôi đã thấy anh rồi. Thầy trò ông huấn luyện viên Ngân Sosikaya đã phải chơi trận banh trận 3-4 và họ đã giành chiến thắng 7-2 ngoạn mục trước thủ Kim Thượng và có huy chương rời giải đấu này, cũng là một tư thế ngẩng cao đầu. Và sáng ngày mai thì chúng ta cùng gặp với Thanh Coutinho trong màu áo của Thắng Đề FC, sẽ đối đầu với chính Lục Tình FC, không phải nó là Tiến Pháp Company ở mặt sân 11. Trưa ngày mai vào lúc 1 giờ trưa.
Quá tiếc cho các thủ Liên Minh FC. Cú đổ người như điện giật của thủ môn Ngọc Tường. Vừa rồi Ngọc Tường đá quá hay. Anh đã đổ người hết cờ mà có thể đẩy bóng ra ngoài. Phản công không được. Xích chút nữa là có thể dùng bóng đệm lòng thành công. Nhưng đó vẫn là nó quá đáng khen. Quá đáng khen cho Liên Minh. Ở một tình huống mà phối hợp phạt góc tưởng như không có gì nguy hiểm, nhưng lại để cho đồng đội rơi vào một tư thế trống trải để chiến điểm. Không ai theo kèm. Không ai theo kèm cầu thủ số 10. Đó là ước trận bên phía Liên Minh. Nguy hiểm, không vào. Sự ra vào của Ngọc Tường đã không hề chắc chắn một chút nào cả. Ở số chút nữa thì Liên Minh lại nâng tỷ số lên 3-0. Xin chào anh Hoàng Ít Khô, Vũ Mạnh Thắng và Hoàng Ít Cô, Lâm Nghĩa Thuận. Hoàng Ít Cô đang gửi lời chúc tới Idol Lê Điền và Xuân Tứ với nhá. Ok anh Hoàng Ít Cô. Bên Liên Minh FC nhà bình luận viên ok anh. Vùng bộ thì Liên Minh cho Idol Hồng Diện vào đi. Muốn Hồng Diện vào hơi khó. Khánh về à em? Ngọc về em? Sao không ở lại nhận huy chương đồng cái đã? Giàu đâu? Chào giàu đi Ba La nhá. Xin chào anh em Bảy Núi FC nhá. Idol Long Quỷ ở lại nhận huy chương cho anh em để mai phát nhá. Cơ hội cho Di An chỉ được thút. Đấy rơi. Không được, xử lý quá nhanh. Và mất bình tĩnh. Vẫn là thủ áo xanh. Đây là Xuân Tứ. Xuân Tứ trường chuyên. Như vậy là có tình huống phạm lỗi rõ ràng. Nhưng rất may, thêm một lần nữa thì may mắn đứng về ca thủ của Di An. Khi mà tình huống phạm lỗi lại ngoài vòng cấm. Một tình huống mà Xuân Tứ nhảy múa với trái bóng. Đôi chân của anh búng tích tích như tôm trước khi ca thủ Di An nhìn thấy tốt phạm lỗi. Xuân Tứ vẫn vậy. Vẫn rất quyết tâm. Và anh đang bị đau. Và liệu Xuân Tứ có tiếp tục thi đấu hay không? Chúng ta cùng trông chờ vào khả năng của anh. Và anh đã đứng dậy. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tiến Hải cũng đã sẵn sàng, Xuân Tứ cũng đã sẵn sàng. Ngay cả Lê Điền nữa. Ước Trần. Đó là tình huống căng ngang của Ước Trần. Không có lỗi, không có tình huống phạt góc cho các thủ áo xanh. Và Di An Di Tứ rất cẩn thương. Đường chuyền dài. Đa số các thủ của Di An Di Tứ đều thực hiện những đường chuyền dài. Vừa rồi thuộc về Ken. Trận đấu ngày hôm nay đang diễn ra tại chào lửa quân đoàn 4, cái nồi của bóng đá Di An.
Xin chào anh Phương Cú Đất. Hiệp 1 hay quá anh Trung ơi. Ok, cảm ơn Phương Cú Đất. Thay mặt hai đội cảm ơn em. Hoàng Ít Khu, hay quá Xuân Tứ ơi. Những lời chúc liên tục được tạo ra trên live stream. Tỷ số vẫn chỉ là dừng lại 2-0. Những bàn thắng đến đầu tiên của hiệp 1. Và tất cả vẫn dừng lại ở đó, dành cho Lê Minh. Và từ khi vào sân thì Văn Hoàng cũng đang mang lại luồng gió mới dành cho những chàng trai áo cam. Sút không được, cú sút hơi cao. Và đó là Ken. Thêm một tiếng phạt góc bên lề là cánh phải cho các thủ áo vàng, áo cam. Không còn gì để mất. Thời gian đang ủng hộ đối với Liên Minh FC. Và Dĩ An đã buộc phải dồn lên. Đây là bàn thắng không? Không. Một tiếng lộn xộn bên phía phần sân của Liên Minh. Và đây là phản công Xuân Tứ. Bóng trên chân của Xuân Tứ rất khó. Đây là bóng đầu chân anh. Không được. Xuân Tứ vẫn nhảy múa với trái bóng. Nhưng những tình huống chuyền cuối cùng lại thiếu đi một chút tinh tế thôi. Vô lê. Đánh đâu không được. Dĩ An vẫn đang trồn lên. Như vậy trọng tài Chí Công đã xác định lỗi thuộc về cao thủ áo cam. Hồng Duy là người phạm lỗi. Đó là đội trưởng Hồng Duy. Và ai là người dứt điểm đây? Có lẽ là Xuân Tứ hoặc Ước Trần. Cầu thủ mặc dù đang ở khá xa nhưng cũng sẵn sàng dứt điểm. Chuyên gia đá phạt, Ước Trần hoặc Xuân Tứ sẽ là người dứt điểm. Liệu Xuân Tứ mồi bóng, Ước Trần dứt điểm hay Xuân Tứ sẽ dứt điểm theo vé một cầu vòng? Cầu vòng Xuân Tứ không được. Đó không phải là cầu vòng mà là tình huống đưa bóng vào khoảng trống. Nhưng thủ môn Ngọc Thường vẫn đang quá hay. Trận đấu vẫn tiếp tục. Chị An như được tốt cố lên. Và những lời động viên của ban huấn luyện bên ngoài sân cũng đang nghe rất rõ. Đứng được chào chân của Xuân Thường rất là quá hay nhưng mất bóng rồi. 2-2. Xuân Tứ. Đây là một trận tài sở hữu đôi chân rất ma thuật. Để lấy bóng trong chân Xuân Tứ là một điều khó tưởng. Tuyến này dứt điểm. Cú sút rất căng nhưng rất cao. Bóng đã được giải nguy. Đây là Xuân Dương. Hoàng Sơn. Mọi đường lên bóng của các chàng trai áo cam đều bị bít chặt bởi hệ thống phòng ngự quá kỷ luật bên phía Liên Minh. Đó là lột xác hoàn toàn. Bóng đã đi hết được bên dọc. Trọng tài là cha là mẹ và cái cha cái mẹ thì trăm đường con hư. Đường duy tốt.
Hoàng Sơn, vẫn là Hoàng Sơn, đường chuyền hay, cơ hội, Xuân Dương, Xuân Dương, vẫn là bít chặt, không có khoảng trống. Đây là cơ hội phản công Ước Trần, đây là một tình huống lên bóng hiểm hoi của Ước Trần, hơi chậm mà nhờ Trần ơi, suýt chút nữa thì Ước Trần đã chích được mũi giày rồi. Alo. Phản công. Phản công. Đây là cú phản công cho các cầu thủ Dĩ An United. Vừa rồi là cầu cú sút từ xa ngoài vòng 16m50 của cầu thủ mang áo 10 Hoàng Sơn. Các cầu thủ Dĩ An United cần phải tấn công nhanh vì thời gian của trận đấu không còn nhiều. Hiện tại hiện tại tỷ số của họ vẫn là 0-2 nghiêng về các cầu thủ FC Liên Minh. Bên ngoài đường biên, đường biên các cầu thủ của hai đội vẫn đang có nhiều cầu thủ rất là chất lượng mà chúng ta chưa thể nhìn thấy các cầu thủ này vào sân. Bên phía Liên Minh hình như cầu thủ Ước Trần đang bị đau và đã cần được sự chăm sóc của các y bác sĩ của FC Liên Minh, và anh đã đứng dậy thi đấu. Và như vậy vừa rồi là có những màn bình luận rất chất lượng đến từ trường ban tổ chức anh Trung Nani, và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì anh Trung Nani cùng với Hải Trung sẽ cùng đồng hành trên môi trường bình luận viên, đó là chất giọng rất ấm và truyền cảm. Và anh Trung Nani này, anh có nhận thấy rằng ngày hôm nay Liên Minh của đội chủ nhà cũng là câu lạc bộ mà anh đang cầm quân thì đã lột xác hoàn toàn so với lần đầu tiên mà chúng ta đã tham gia ở giải bóng đá tứ hùng lần một hay không? Chắc chắn đây là một trận đấu mà tôi thấy Liên Minh của chúng tôi họ có một tinh thần cao hơn, họ biết ở đâu là cái đích của họ đang tới. Và theo như chúng tôi đều nhìn nhận trên sân, hiện tại cầu thủ số 8 Đặng Ngọc Thái bên phía FC Liên Minh đang bị chấn thương và đang cần được sự chăm sóc y tế của FC Liên Minh. Như vậy cố lên các trận hai Liên Minh FC, và đang đặc biệt đang là Ngọc Thái, là trái tim, là linh hồn, là niềm hy vọng đối với những trận áo xanh. Và tại bên phía Di An thì rút tận dụng cơ hội này để truyền tải lên những chiến thuật, lên những đôi chân của những trại trong đầu thân và thổi lửa, và hy vọng rằng đội trưởng là Văn Hoàng sẽ có những động thái tiếp theo để nhằm đưa những cầu thủ thi đấu chất lượng nhất, tốt nhất vào sân để hòng ghi được bàn thắng gỡ hòa, rút ngắn được số còn 1-2 và gỡ hòa 2-2. Nhưng hãy thấm nhuần triết lý của Mourinho, đó là có một câu nói đã từng mà Jose Mourinho đang dẫn dắt Tottenham, có một câu nói rất hay, đó là muốn chiến thắng thì không để thua thêm. Vâng, vậy là cầu thủ Ngọc Thái bên phía FC Liên Minh đã lên sân. Và cầu thủ vào sân thay người là số 14 bán 135. Và anh Trung Nani, anh có nghĩ rằng thời gian tiếp theo thì ban huấn luyện bên đội bóng Liên Minh có tung Idol Hùng Diện vào sân không ạ? Tôi nghĩ chắc chắn Idol Hùng Diện sẽ được tung vào sân ở những phút cuối nhằm giảm nhịp trận đấu cho các đội FC Liên Minh. Như vậy là chúng ta đã nhận thấy tín hiệu vui đến từ Liên Minh FC. Hùng Diện đã sắp sửa được tung vào sân, đó là điều chắc chắn, những điều chắc chắn mà anh Trung Nani đã nói lên. Phản công cho Liên Minh, vẫn là những trận áo xanh. Không được. Lỗi rồi. Bạn 135.
Vừa rồi cầu thủ mang áo số 14 bên phía FC Liên Minh bán 1-35 đã có tình huống phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 10 Hoàng Sơn. Hoàng Sơn không thể dứt điểm. Và theo như chúng tôi được nhận biết là Idol Hùng Diện đã có mặt trên sân. Như vậy là Hùng Diện đã vào sân rồi quý vị ơi. Tấm mèo đã thỏa mãn đam mê được nhìn Idol Hùng Diện thi đấu rồi. Cầu thủ số 17 đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Và sau trận đấu chung kết giữa các cầu thủ FC Liên Minh và các cầu thủ FC Gian United, và 2 giờ đêm nay chúng ta sẽ đón tiếp trận đấu cúp C1 châu Âu giữa các cầu thủ Manchester City và các cầu thủ Chelsea. Theo như nhà cái đưa ra thì các cầu thủ Manchester City sẽ chấp 1/2. Và anh Trung Đăng ơi, một thông tin quan trọng nữa đó là kèo tài sẽ là tài 2 trái thôi ạ. Nếu như ai theo tài thì hãy xô xát hết đêm này đi. Tài có 2 trái thôi. Theo như chúng tôi thống kê trên mạng hiện tại là có 65% sẽ nằm ở Chelsea sẽ vô địch chung kết C1 đêm nay. Vậy đã có lối thuộc về các thủ Liên Minh FC. Phản công cho Hoàng Chí An Diên Thút. Đảo sân của Quốc Hội. Cơ hội dứt điểm không được. Vẫn là Văn Nội không vào. Những chàng trai áo xanh đang thi đấu với một tinh thần là 200% sức lực của mình. Và còn gì tuyệt vời hơn nếu như sau trận đấu này chúng ta sẽ cùng ly và theo dõi trận đấu chung kết Champions League, một chung kết toàn Anh diễn ra tại Porto. Người bắt bóng là cầu thủ số 7, đó là Xuân Tứ. Vào đây! Vâng, vậy là có bàn thắng giúp việc tỷ số còn 1-2 dành cho cầu thủ FC Gian United. Và cái tên ghi bàn, anh có biết ai không anh Trung Đăng ơi, đó là Văn Hoàng. Như chúng tôi đã nói thì niềm hy vọng của Gian United đã được đặt vào đúng đội trưởng Văn Hoàng. Cầu thủ số 7 đã lập công. Một tình huống dứt điểm chéo góc lạnh lùng của Văn Hoàng. Và đây là những phút còn lại rất căng thẳng và kịch tính. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Một trận đấu chung kết rất là kịch tính mà chúng ta đã đón xem trên kênh Phủi Bot 24/7 của Bình Luận Viên Hải Trung. Và được sự cho phép của Bình Luận Viên Hải Trung, Trung Nani được cầm mic ngày hôm nay ở một trận chung kết rất đầy ý nghĩa. Và đúng là một song mic song trùng. Những người tên trùng thường tài ba và tài giỏi đúng quý vị, còn đẹp trai nữa. Nói về đều đẹp trai, Bình Luận Viên Hải Trung có thể là đẹp hơn tôi. Nhưng về đồ săn gái chắc là Bình Luận Viên Hải Trung phải kêu tôi bằng cô. Vâng, chúng ta anh Trung Đăng ơi, chúng ta bớt lại những cái này, chúng ta cùng tập trung với chuyên môn nào. Rất nhiều những phút giây hồi hộp và kịch tính, hãy cổ vũ cho Zidane nhìn nó tốt. Mặc dù anh Trung Đăng ơi cũng đang là đội trưởng của Liên Minh FC, nhưng vai trò bình luận thì chắc chắn là phải cổ vũ cho cả hai đội. Zidane nhìn nó tốt, cố lên. Các bạn đang làm điều mà chúng tôi cần, đó là bàn thắng rút ngắn tỷ số cho còn 1-2. Tinh thần của các cầu thủ FC Gian United rất là cao, tôi công nhận điều đó. William, rất may, thủ môn Văn Toán của FC Liên Minh có một pha ra vào bóng rất là hợp lý. Đó là Toàn Noi rồi. Lỗi rồi, rất khẩn trương. Toàn bộ các thủ áo cam đã dồn lên. Đây là những phút giây mà anh Trung đã đi cùng với Liên Minh FC phải thoát tim. Rất nguy hiểm. Văn Toàn hay là còn là Toàn thôi đã giải quy. Ở đội tuyển Việt Nam cũng có một thủ môn rất đẹp trai, đó là Văn Toàn, cũng rất tài năng. Bây giờ thì anh Trung ơi, anh có thấy là đội hình của vẫn là Toàn thôi, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Anh có thấy là các tôi nhìn nhận trận đấu này không khác gì một trận chung kết cúp C1 châu Âu, rất là kịch tính những phút cuối của trận đấu. Đúng rồi, trận đấu chung kết của Man City và Chelsea là Toàn Anh, thì đây là trận đấu chung kết của Toàn Dĩ An. Siêu phổ Dĩ An hôi tô ở đây. Đánh đâu không được, đang đâu.
Theo tôi, chúng tôi nhìn nhận trên sân hiện tại bên Gian United đã có một cầu thủ căng cơ. Đúng là những nỗ lực tinh thần của những chiến binh, họ thi đấu không biết mệt mỏi, mọi vinh quang đều được đổi bằng máu, mồ hôi. Theo chúng tôi nhìn nhận là cầu thủ mang áo số áo 36 là Xuân Dương. Xuân Dương đã đứng dậy. Vâng, cầu thủ mang áo số 9, 69 Thanh Được sẽ vào thân thay cho cầu thủ đang bị chấn thương căng cơ là Xuân Dương. Hiện tại trận đấu trận chung kết của chúng ta đang gần về hồi kết và các cầu thủ FC Gian United đang phản công nhanh nhằm hòng kiếm bàn thắng gỡ hòa hai đều để đưa trận đấu vào loạt sút 11m. Và anh có nghĩ kịch bản này có gì diễn ra không anh Trung Nani? Rất đau tim đúng không ạ? Rất là đau tim. Rất là đau tim, thật sự là như vậy. Mọi thứ vẫn chỉ được giải quyết bằng một khoảnh khắc thôi. Theo tôi nghĩ các cầu thủ FC Liên Minh không cần phải vội. Họ cần phải kiếm hàm lại. Chắc chắn là phần phòng ngự hơn. Nguy hiểm. Như vậy là không còn bất cứ một cơ hội nào cho những cầu thủ áo cam ơi. Mùa 4 của chúng tôi đã xác định được FC Liên Minh đội chủ nhà. Xin chúc mừng các cầu thủ FC Gian United. Họ không quản ngại những bàn hai bàn thua. Họ đã dồn lên tấn công những phút cuối trận và họ đã có được bàn thắng gỡ hòa. Nhất rất đáng tiếc. Nhưng dù sao thì cũng phải gửi lời động viên sâu sắc đến những chàng trai áo cam. Họ đã thi đấu, họ không vô địch ở giải đấu này nhưng vô địch trong lòng người mộ và thậm chí là vô địch trong lòng người, trong lòng bình luận viên Hải Trung luôn. Và thậm chí trưởng ban tổ chức này anh Trung Nani cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp, những lời chúc sức khỏe và gửi lời chúc tới những giải đấu sau đối với Gian United. Và những cái bắt tay của đội trưởng Ước Trần đã nói lên tình cảm thắm thiết giữa hai đội và một lần nữa gửi lời chúc mừng đến với Liên Minh FC chủ nhà. Họ đã lấy cúp ở lại ở mùa 4 này và chắc chắn họ sẽ vừa thi đấu ở siêu cúp, nhưng thời gian ở siêu cúp thì chúng ta sẽ cùng phải ngưng lại để chờ đợi một sự thuận lợi về mặt thời tiết cũng như là dịch bệnh. Và như vậy là chúng ta cùng đến với buổi lễ trao giải của, và trước mặt chúng ta đang là bình luận viên Giáo Trần, người đã vừa tác nghiệp thành công trên sân số 2. Cảm ơn Giáo Trần, năm nay ekip đã hỗ trợ và là đối tác của Phủ Giáp Bát 27 đã hỗ trợ cùng với Hải Trung tạo nên một giải đấu thành công tốt đẹp. Và chúng ta cùng đến với buổi lễ trao giải ngay sau đây. Đúng rồi bạn. Quá giờ đúng không anh?